Này cô biết tôi là ai không mà cô dám đòi tiền tôi hả? Tôi không cần biết anh là ai, nhưng đã đến đây uống nước thì anh phải trả tiền đi chứ. Này, chúng tôi đến đây là phúc bảy đời nhà cô đấy. Tôi mở quán ra để kinh doanh, không phải để bố thí. Tôi không cần phúc của hai người, tôi cần tiền để duy trì hoạt động của quán. Này, tôi nói cho cô biết nhé, tiền ấy không phải là tôi không có, nhưng mà nếu cô nhận tiền của tôi, tôi sợ cái quán của cô không được yên đâu. 80.000 hai cốc nước và 30.000 tiền trước cốc anh vừa đập vỡ phải đền cho quán. Sao? Mới thế đã rụt lại tay rồi à? Cô bị à? Này, cô có tin là mai tôi cho mấy thằng trẻ con xuống đây săn bằng quán của cô không? Tôi mở quán ra để buôn bán, hai người đến đây uống nước đã không trả tiền, lại còn lớn tiếng đe dọa. Có tin là tôi gọi điện báo công an không? Này, tôi nói cho cô biết, cô gọi công an đấy, cô nói cái gì, cô bảo cái gì, cô cẩn thận cái miệng của cô đấy. Này, không phải là bọn này không thích trả tiền nước, mà là bọn này có sở thích uống nước phù ly đấy. Cô thử nói cái chuyện này với bất kỳ ai xem, kể cả công an nhá, thì cái quán này của cô ấy, không biết rằng là nó có sẽ giữ được không đâu. Ôi thưa chị, tôi lại nhỡ tay mất rồi à? Em nghĩ sao về đề nghị của anh? Việc của anh em giúp được thì tất nhiên là em sẽ giúp. Nhưng mà tại sao anh không giao cho nhân viên của mình xử lý vấn đề đấy? Không được, anh đang thanh lọc lại công ty. Việc để một người ở trong công ty đi làm sẽ bị lộ, nên anh mới phải nhờ em giúp. Em đồng ý giúp anh nhé. Vâng, chắc chắn rồi ạ. À, mà quán cà phê của em dạo này sao rồi? Kinh doanh tốt chứ? Cũng tốt thôi ạ. Nhưng mà hôm nay có hai khách đến uống cà phê đã không trả tiền rồi lại còn đập đồ của em để đe dọa nữa chứ. Cái gì cơ? Ai mà dám làm loạn ở trong quán cà phê của em? Nói chung là cũng là chuyện hy hữu thôi, em tự giải quyết được. Em nói đi, bọn nó là ai? Em cứ bảo cho anh đi, anh sẽ tìm vào làm việc cho ra nhẹ luôn. Anh bình tĩnh đi đã, đám đấy thì bây giờ cũng đã đi lâu rồi, anh làm sao mà tìm được? Quán em có camera mà, chỉ cần anh biết mặt thôi, anh sẽ tìm cho bằng được. Thôi, nghe em, chuyện nhỏ thôi, bỏ qua đi nhá. Không được, anh là người yêu của em, việc này anh không bảo vệ được ấy, thì còn những việc khác làm sao mà anh bảo vệ được? Sếp. Vậy em xin phép ra ngoài nhá. Vào đi. Nếu không có chuyện gì quan trọng ấy, thì cậu với tôi đấy. À, đây là hồ sơ dự án 2 năm vừa qua. Em đã sàng lọc và xem xét rất kỹ, có vấn đề về việc chi tiêu và chi phí nhập nguyên vật liệu. Có chuyện gì nữa không? À, về vấn đề nhân công thì em đã xuống và khảo sát tình hình rồi. Thì họ có nói là 2 năm vừa qua bị cắt giảm lương do công ty khó khăn và cắt giảm chi phí. Được rồi, cậu cứ tiếp tục điều tra đi. Để tôi xem người đứng đằng sau vụ này là ai. Mà này, không cần phải lén lút đâu, cứ làm to chuyện này lên, nhá. Dạ vâng. Ra ngoài đi. Này anh, hôm nọ công ty cử người xuống làm khác công trình đấy. Anh thì có làm sao không? Không phải sợ, xuống kiểm tra thì làm được cái gì. Kể cả có lão phiên xuống đấy thì cũng không phải lo. Anh lo hết rồi. Hai người lại đến đây làm gì vậy? Sao? Không tiếp à? Này em gái, chuyện lần trước không nhớ à? Thôi, không phải nói nhiều nữa. Một cappuccino, một espresso nghe. Không mà chúng tôi không có thời gian để đùa với cô đâu. Tôi chỉ đang thấy thắc mắc, tại sao một trưởng phòng và một thư ký của công ty xây dựng có tiếng lại có thể to mồm phách lối đến như vậy? Vốn đã không định làm gì hai người, không ngờ hôm nay hai người lại tự mò đến đây tìm tôi. Vậy thì để tôi nói rõ nhé. Phúc, trưởng phòng kế hoạch tài chính. Trà, thư ký. À không, con hồ ly của công ty. Tôi nói đúng chứ? Cô
Cô vô dụng đến cái mức khi không thể cãi lại chỉ biết giơ tay đánh người à? Này, cô biết cái gì? Tại sao cô lại biết chúng tôi? Sao tự nhiên lại dịu giọng thế? Lúc nãy mới còn mạnh miệng lắm cơ mà. Anh định làm gì? Sao? Lúc nãy tự tin lắm cơ mà. Giờ sợ à? Tôi nói cho cô biết này, tôi không có biết cô là ai. Nhưng mà mồm cô đi chơi hơi xa rồi đấy. Cô có tin không? Không chỉ là quán của cô đâu, mà ngay kể cả cô cũng gặp chuyện đấy, cô tin không? Hả? Gặp chuyện gì? Cậu giỏi thật đấy. Sếp, sếp, sao sếp lại ở đây ạ? Sao tôi không được ở đây? Cậu có đó ăn chặn của công ty, sao lại hỏi tôi những câu vô nghĩa như vậy? Sếp ơi, em xin lỗi anh ạ. Do bọn em tham lam thôi, khi em không lường trước đây là một hành vi xấu. Chị ơi, em xin lỗi ngày hôm đấy ạ, là do lỗi của em. Chà. Chị, em xin lỗi. Tôi bảo thôi đi cơ mà. Coi như là cậu cũng quân tử đấy, dám làm dám chịu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện kết thúc ở đây thôi.